yên tâm mình xài nha, tại vì cái set của công ty ra thì nó như thế này, cho nên là nó như thế này. Đó. Đó, một set của nó 150 đồng nha cả nhà nha. Chị ơi nó có giống hai chai đằng sau không chị? Không giống nhá em nhá. Hai cái này không hề giống. Cái này nó là một cái dạng serum, nếu như ấy em không có hai cái chai này. Đúng không? Cái dòng này ấy nó là cái chai này, nó là một cái chai sữa dưỡng và một cái này nó đúng là nước hoa hồng em nhá. Cái này nó gọi là đúng là cái balancer. Nó là balancer. Nó là một cái chai balancer và một cái chai nó là emulsion, nó là sữa dưỡng và một cái nó là balancer, nó là giống như là toner nha, nước hoa hồng nha. Nếu như ấy, em có cái chai này, nếu mà em có hai cái chai này, em có cái set này thì em sẽ xài nước hoa hồng của nó xong em đến xài serum nhá em nhá. Còn nếu như ấy, mà em không có hai cái set này ấy thì em xài serum trực tiếp luôn, là số 1 cho chị luôn, là nước hoa hồng luôn cho chị luôn. Đấy, thấy không? Mọi người thấy không? Hà chỉ dẫn mọi người rất là kỹ luôn. Mọi người ai cứ nói là trời ơi, mấy cái này nó nhiều quá, nó xét nhiều quá như vậy, mình coi như vậy là mình sẽ không này kia, không biết xài như thế nào. Nhưng mà mọi người yên tâm nhá, đối với Hà không có cái gì là khó hết. Tất cả là nói chung là em chưa có hả? Em chưa có thì em cứ việc chốt nó. Mình nếu mà mình xài nó nhá, mình xài nhá nước hoa hồng, đúng không? Xong rồi lên serum ha, xong rồi mình lên tinh dầu ha, xong bắt đầu cái mình lên sữa dưỡng nha, mình lên kem mắt nha, mình lên kem dưỡng nha. Đúng không? Đó, thấy không? Hai set này, hai cái chai này á, hai cái chai này giá của nó là 201 nha cả nhà nha. Hai chai này 201. Mọi người biết giá công ty của nó là bao nhiêu không? Một cặp này á, giá công ty của nó là 450 nha cả nhà nha. Cái chai nước hoa hồng này là 200. Cái chai này, cái chai sữa dưỡng là 250 nha. Cái dòng này là dòng hoàn lưu cao. Mình xài một thời gian á. Tại sao mà cái da của Hà nó cũng được săn lại như vậy á? Tại vì mình cũng xài hoàn lưu cao rất là nhiều. Nó tăng thêm cái sợi collagen cho mình nha. Nó kéo căng cái sợi collagen lên cho mình. Nó làm trẻ hóa cái gương mặt của mình ra nha cả nhà nha. Đấy. Nước hoa hồng tẩy da chết khe, dành cho da dầu mụn. À, em muốn lấy cái gì thì nói chị. Nước hoa hồng là 10 đồng. Sữa rửa mặt là 10 đồng, cái serum ấy là 14 đồng. Trong cái dòng Pore Zero nha, nếu mà dòng trị mụn nha. Đấy. Hà có khách cái nha, xài cái này xong xài không thì thích quá, cứ mỗi một lần ấy là hết là cứ cái này, cứ nước hoa hồng và sữa dưỡng này cứ xài cái này. Đấy. Em chỉ có kem mắt thôi, vậy thì em phải chốt cái set kem, em phải chốt cái set kem dưỡng cũng có luôn á. Chị nói là chị nhắn tin cho em mà không thấy em trả lời nè. Cho nên là chị không thấy em trả lời nên đâm ra là chị không có quên để chị chụp hình cái set ấy. Chị chốt cho Thủy Tạ một cái set serum nhá, hoàn lưu cao nhá. Bao nhiêu một cặp đó vậy? Cái này là 201 này em này. Giá của công ty là 450. Kinh điển. Trời ơi, dữ quá thật sự. Mọi người cứ lấy đi, Hà sale cho mọi người còn 205 đồng thôi nhé cả nhà nhé. Hà sale cho mọi người nữa luôn. Thì Tạ này, em một set serum nhé. Hoàn lưu cao. Kem mắt, kem dưỡng này kia luôn đấy. Cho em một cái lăn mọc tóc nha. Ok, rồi. Thì gái hồ là một cái lăn mọc tóc. Chị ghi ở đâu rồi? Đây. Cái này á, thật sự mọi người mà xài nó rồi á nha, khi mà mọi người đã vô tới, lên tới cái dòng này rồi á, thì mọi người sẽ không muốn qua cái dòng khác nữa đâu. Thật sự luôn á cả nhà. Mọi người xài nó rồi á, nó có cái này, nó là full, cái này nó là full set của nó nha cả nhà nha. Cho nên là nó có những cái con phượng hoàng nằm đây luôn, như thế này luôn nha cả nhà nha. Nó là full set rồi đó. Nước hồng tẩy da chết. Ok em, cái đấy á, nước hoa hồng đấy là nó chỉ có 10 đồng thôi em nhé, 10 đồng một chai thôi. Hồ Hàn chị bán ở bên Áo em nhé, châu Âu em nhé. Thương nè, một cái nước hoa hồng nè.